Xin chào tất cả các bạn học sinh lớp 12. Chúng ta đang bước vào cái chương đó là chúng ta sẽ ôn tập về lý thuyết, giải đề lý thuyết, đề đại học các năm của cái chương sóng ánh sáng. Như vậy nó sẽ gặp phải một cái kiến thức ở lớp 11, đó là sự khúc xạ ánh sáng. Tức là gì? Ánh sáng đi qua mặt phân cách giữa hai môi trường sẽ không truyền thẳng mà sẽ bị khúc xạ. Và chúng ta áp dụng một số cái định luật khúc xạ ánh sáng để chúng ta giải bài tập. Và đề thi phổ thông trung học quốc gia của các em nó đều có những cái phần, đó là phần kiến thức của lớp 11. Như vậy thì cô điểm nhanh qua một số cái phần về sự khúc xạ ánh sáng và chúng ta sẽ giải đề thi đại học các năm. Biết chiết xuất của môi trường này đối với ánh sáng đơn sắc màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím lần lượt là 1,643, 1,657, 1,672 và 1,685. Thành phần đơn sắc không thể ló ra không khí là A. vàng, lam, tím, B. đỏ, vàng, lam, C. lam, vàng và D. lam và tím. Ta tiếp tục qua cái phần số 2 của chúng ta, chính là đề ôn tập tổng hợp. Và bạn sẽ có 4 thành phần đơn sắc luôn, đó là màu đỏ, màu vàng, màu lam và màu tím. Có 4 cái màu đỏ, vàng, lam và tím. Từ một môi trường trong suốt tới mặt phân cách của một mặt phẳng, mặt phân cách với không khí dưới góc tới là 37 độ. Tức là chiếu cái thành phần này từ một môi trường trong suốt có chiết xuất N đến cái môi trường đó. Có nghĩa là các bạn phải nhận xét là đi từ môi trường có chiết xuất N ra gì? Không khí. Cái đó là cái quan trọng nhất của cái bài của chúng ta. Khi các bạn phân tích đề, các bạn để ý cho cô điểm này. Biết chiết xuất của môi trường này đối với ánh sáng màu đỏ N sẽ bằng 1,643, 1,643 N màu vàng là 1,657, 1,657 N màu lam là bằng 1,672, 1,672 N màu cuối cùng là màu tím sẽ bằng là 1,685, 1,685. Như vậy thì các em cũng thấy là gì? N màu đỏ và N màu tím, như vậy N màu lớn nhất, chiết xuất của môi trường là lớn nhất các bạn. Chiết xuất của môi trường lớn đó chính là gì? Màu tím, và màu đỏ là chiết xuất nhỏ nhất. Và cô lưu ý với các bạn một xíu luôn, đó là các bạn sẽ có cái 7 màu cho vùng ánh sáng cả chiếc. Có nghĩa là ánh sáng nhìn thấy của chúng ta đây nè, có 7 màu, đó là màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, cam và tím. Như vậy các em sẽ thấy một hiện tượng, đó là cái chiếc xúc của nó sẽ ăn nào lớn nhất, ăn màu đỏ là nhỏ nhất. Và N màu tím là gì? Lớn nhất. Cô nhắc lại cái điểm này, các bạn lấy sách vở ra, các bạn ghi cho cô một cái nhơ phè. Ok, đó là gì? Màu đỏ là chiết xuất nhỏ nhất và màu tím là chiết xuất gì? Lớn nhất. Bây giờ chúng ta sẽ tính xem là thành phần đơn sắc không ló ra không khí, người ta yêu cầu là thành phần đơn sắc nào? Đơn sắc nào không ló ra không khí? Không có ló ra. Điều đó các bạn phải hiểu rằng nó sẽ xảy ra phản xạ toàn phần. Phản xạ toàn phần. Nó không ló ra thì nó phải gì đây các bạn? Nó phải là gì? Phản xạ toàn phần hết lại cái môi trường một thì nó sẽ không ló ra được. Được chưa? Như vậy thì bây giờ dưới cái góc tới là người ta nói rằng là dưới một cái góc tới giống nhau.
Sunny trên cho Sin R. Và bây giờ chúng ta sẽ thấy tất cả đều là một chùm sáng song song như vậy, đi giống nhau. Vậy R chúng ta đang tính là R màu đỏ thì nó bằng N2 trên cho R1. N1 là môi trường N rồi, môi trường không khí là N2 rồi, vậy N2 trên cho R1 là 1 trên cho N1 đó. Từ đây các bạn hãy tìm ra cho cô là Sin. Bây giờ cô làm một trường hợp tổng quát luôn đi. Như vậy cô có sin của R thì bằng N nhân sin của Y. Tương tự như vậy cô sẽ tìm ra được là R màu đỏ bằng bao nhiêu? R màu vàng là bao nhiêu? R màu lam là bao nhiêu? Và R màu tím là bao nhiêu? Bây giờ ta thử bấm máy tính thử xem nha. Ta sẽ có được là gì? Sin. Bài về bây giờ các em bấm shift sin luôn đi nha. Shift sin. Shift sin. Bổ mặt ra N của bạn. N. Đúng rồi. N. Sin R thì bằng N nhân sin đi, đúng rồi. Như vậy các em sẽ có được là 1. N. Shift sin của N. N là 1,643 nhân với lại sin của 37 độ. Rồi chúng ta sẽ đóng ngoặc vào bằng 81,4 độ. Sin Y trên sin R bằng 1 trên N. Truyền từ môi trường N2 trên N1, hình như cô bị nhầm. N2 của cô là môi trường không khí. Từ môi trường N sang môi trường không khí. Đúng rồi, để cô xem thử các bạn nha. Chiếu một chùm sáng hẹp song song gồm các thành phần đỏ, lam, vàng, đỏ, đỏ, vàng, lam, tím. Từ một môi trường trong suốt tới mặt phân cách với không khí. Từ môi trường trong suốt là môi trường N, đúng rồi. Vậy N2 trên N1 N2 trên là 1, đúng rồi các em. Rồi, như vậy thì cô hoàn toàn tính được là 81,4 độ. Tương tự như vậy, cô lấy cái anh này thử xem các bạn, thử xem là nó đổ cái màu của các bạn là màu vàng thôi, là con 1 kết 657 657 bằng 85 kết 71 độ. 85 kết 5 71 độ. Tương tự vậy các em sẽ thấy cho con cái màu lam là 1 kết 672 bằng rồi lỗ này. Lỗi rồi, có nghĩa là nó không có rồi. Không có. Chỗ này, tiếp tục các bạn tăng lên, các bạn bấm thêm thử cái này cho nó có không nha. 1,685 1,685 bằng, ship bằng, lỗi luôn, không có luôn. Không có gì. Không có luôn, không có góc khúc xạ. Như vậy thì không có góc khúc xạ thì sẽ xảy ra phản xạ gì? Phản phần. À, như vậy cái tiêu mà không có ra thì các bạn hãy kết luận ngay đó chính là màu lam và màu gì? Màu tím. Màu lam và màu tím của các bạn là sẽ gì? Không gì? Không có ra không biết. Hay là chính là không khúc xạ là gì? Không biết. Thế bây giờ đây là một cách, đó là cách số 1. Cách số 2 các bạn sẽ áp dụng cái điều kiện giới hạn phản xạ toàn phần, đó là Y sẽ lớn hơn hoặc bằng Y gì? Giới hạn. Thì bắt đầu xảy ra phản xạ gì? Toàn phần. Như vậy cô chỉ cần là sin Y giới hạn sẽ là bằng N2 trên cho N gì? N1 nha. Như vậy N2 của bạn chính là 1 và N1 của các bạn chính là tất cả các môi trường. Như vậy cô thử tính cái Y giới hạn màu
chấm cho cô ship xin của 1 trên cho 1 tết 643 1 tết 643 đóng ngoặc lại bằng 37.49 độ 37.49 độ. Tương tự như vậy, các em thay cho cô một vàng thử xem nó là bằng bao nhiêu. Để Nguyên con máy tính các em thay cho nhanh nha các em. 1,657 657 bằng 37,12 độ 37,12 độ. Tương tự vậy các em sẽ dùng cho cô cái màu lan xem. Màu lan của các em là chính là bằng 1,672 1,672 bằng và nó chính là 36,73 độ. Tương tự như vậy các em còn một cái màu, đó là màu tím, là 1,685 1,685 bằng 36,4 độ. Đây chính là các cái góc xảy ra phản xạ toàn phân, điều kiện để xảy ra phản xạ của các tia màu đỏ, vàng, lam và tím này. Thì các bạn sẽ thấy là y mà lớn hơn hoặc bằng y giới hạn thì xảy ra phản xạ toàn phần. Như vậy y lớn hơn hoặc bằng thì sẽ xảy ra phản xạ toàn phần. Như vậy y là 30 gì thôi? 37. Thì chỉ có hai anh này là nhỏ hơn 37, đó chính là anh màu lam và gì? Màu tím. Như vậy các em sẽ kết luận được là gì? Sẽ không có màu lam và màu tím chia ra gì? Không khí. Sau khi chúng ta đã ôn tập được cái phần là khúc xạ ánh sáng thì ảnh hưởng kiến thức mà nó liên quan đến cái chương sóng ánh sáng của các bạn lớp 12, đó là có một cái hiện tượng, đó là hiện tượng tán phát ánh sáng của Newton nữa các bạn. Như vậy thì cái hiện tượng tán phát ánh sáng nó sẽ áp dụng qua một cái lăng kính. Như vậy cái lăng kính nó có những cái tính chất gì và đường truyền của tia sáng ra làm sao? Ở đây chúng ta sẽ thấy là một chùm ánh sáng trắng khi đi qua lăng kính thì bị tán phát thành 7 màu, đó là đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm và gì? Và tím. Như vậy chúng ta mời các bạn, chúng ta sẽ đi ôn lại cái kiến thức về lăng kính để hỗ trợ cho chúng ta giải các bài tập về sóng ánh sáng. Giống như chúng ta này. Như vậy thì chúng ta sẽ làm gì trong những ngày nghỉ hôm nay, nghỉ dài như thế này? Như vậy thì chúng ta sẽ cùng cô ở trước màn hình, cùng cô chinh phục môn vật lý và môn toán. Ok, như vậy các em sẽ hiểu gì về lăng kính và đường truyền của lăng tia sáng khi qua lăng kính? Đó, lăng kính các bạn sẽ có được là gì? Ở đây chúng ta sẽ có một tia sáng tới lăng kính với góc tới là Y1. Tia sáng qua mặt phân cách giữa hai môi trường sẽ bị gãy khúc và nó sẽ bị lệch về phía gì đây? Phía đấy, được chưa? Vậy ở đây là Y1, đây là R1 và đây là R2 và đây chính là góc gì? Y2. Được chưa? Khi các bạn kéo dài cái tia tới và cái tia đó thì ở đây các bạn sẽ có một cái góc người ta gọi đó là góc lệch D, được chưa? Và cô ở tiết trước cô đã chứng minh cho các bạn cái công thức đó là gì? Sin y thì bằng n nhân sin r1, r1 cộng r2 sẽ bằng a, và sin y2 thì bằng n nhân sin r2. Và cái lăng kính này nó có chiết xuất n và cái góc chiết quang a là hai cái vấn đề mà chúng ta quan tâm nhất. Và cái lăng kính này sẽ đặt trong một cái môi trường có chiết xuất khác nhau so với lại cái môi trường lăng kính. Giả sử như chúng ta đang khảo sát công thức ở đây chính là môi trường không khí. Như vậy thì cái góc lệch D này của bạn sẽ bằng là gì? Y1 cộng cho Y2 trừ cho A. Khi các bạn xảy ra một tình huống là như thế này, cái góc chiết quang A của lăng kính rất là nhỏ, ví dụ nhỏ hơn 10 độ, và cái góc tới này cũng rất là nhỏ, thì các bạn sẽ có được với Y và A là góc nhỏ. Các bạn phải hiểu cái khái niệm góc nhỏ trong vật lý là gì? Là cái góc mà sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 10 độ. Lúc đó sin y nó sẽ gần bằng với lại góc y. Đó là cái điều góc nhỏ. Từ đây các bạn sẽ đưa ra một cái công thức góc lệch sẽ bằng n trừ 1 nhân với lại a. Bây giờ người ta sẽ điều chỉnh cái góc tới y này và cái góc ló y 2 này. Sau cho đến một khi nào đó mà y 1 bằng y 2 thì góc lệch D này nó sẽ dẫn đến nó
chính là gốc lề cực tiểu. Dạ. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ điều chỉnh là trường hợp là để cho gốc lề cực tiểu thì chúng ta sẽ có được là gì? Y1 cũng sao là bằng Y2 và R1 bằng R2 và bằng A chia 2 thì chúng ta sẽ ra được là gốc lệch đề bình. Như vậy các em sẽ phân biệt cho cô là trên là góc nhỏ là D như thế này và dưới này là góc lệch gì? Đề bình. Và cái hôm nay cô cũng sẽ muốn nói cho các bạn tiếp một xíu, đó là cái hiện tượng tán sắc của Newton, đó là chiếu một chùm ánh sáng trắng vào như thế này thì qua các mặt phân cách dị hai môi trường này nó sẽ bị lệch về vì đấy mà phân tích ánh sáng trắng này thành bảy màu biến thiên liên tục từ màu đỏ cho đến màu hồng. Thì cái hiện tượng của Newton trong cái giai đoạn này được gọi đây là hiện tượng gì? Tán sắc. Và chúng ta sẽ áp dụng đây chính là ứng dụng của cái lăng kính. Đây người ta gọi đây là ứng dụng của lăng kính. Ứng dụng của lăng kính là dùng trong máy phân tích quang phổ hay cái bộ phận chính của nó cũng chính là cái bộ tán sắc mà thôi. Như vậy chúng ta sẽ nói ứng dụng của lăng kính chính là hiện tượng gì? Tán sắc ánh sáng. Và cô sẽ giúp các bạn đang ở chương trình 11, cô sẽ giúp các bạn chinh phục cái đề thi Trung học phổ thông quốc gia có những cái câu về tán sắc ánh sáng. Mời các bạn, chúng ta sẽ đi vào các chị thí nghiệm. Xin lỗi các bạn, là mời các bạn, chúng ta sẽ đi vào một số bài tập ví dụ ha. Cô bị nhầm ha. Ví dụ. Ta sẽ đi vào cái ví dụ số 1. Về cái lăng kính này các em đi vào cái ví dụ số 1. Ví dụ 1. Một lăng kính có góc chiếu quang A là 60 độ. Đặt trong không khí có chiết xuất là bằng 1,41. Nằm một bên một mặt 1 nằm trong mặt phẳng tiếp diện thẳng và một mặt bên dưới một góc tới y một bằng 45 độ thì khúc xạ ra lăng kính và chúng ta hãy tìm y một xin lỗi các bạn, chúng ta hãy tìm y hai r một r hai góc lệch d và chúng ta hãy tiến hành nhận xét được chưa. Như vậy với cái bài toán này là các bạn đã có được góc chiếu quang, hai cái này là đặc trưng cho gì? Lăng kính. Góc tới là có rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm góc khúc xạ, góc ló và góc khúc xạ R1 là 2 và góc lệch lệch D. Như vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng cô giải. Chúng ta sẽ áp dụng định luật khúc xạ ánh sáng hay là công thức của lăng kính. Sin Y1 sẽ bằng N nhân sin R1. Vấn đề của bạn đã có Y1, các bạn hãy tìm ra sin R1 bằng sin Y1 chia cho N và bằng sin của 45 độ chia cho 1,41. Từ đây các bạn sẽ tìm ra được là góc R của bạn sẽ bằng, bấm máy tính các bạn, sau khi bạn ra được cái giá trị này thì nó bằng là 1/2 hay 0,5, các bạn xin sin thì nó ra góc R bằng 30 độ. Sau khi các bạn đã có R1 thì các bạn đã có R1 cộng cho R2 thì bằng A. Vậy suy ra được R2 sẽ bằng R1 cộng R2 bằng 60 độ thì suy ra được R2 bằng 30 độ. R2 bằng 30 độ. Bây giờ ta áp dụng là sin Y2 sẽ bằng là N nhân sin R2. Bây giờ chúng ta sẽ tìm R2 có rồi, chúng ta sẽ đi tìm Y2. Như vậy các em thay vô số cho cô là 1,41 nhân với lại sin của R2 là sin 30 độ. Các em sẽ bấm shift sin
và y 2 của bạn là sẽ là 45 độ. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ đi tìm góc lệch D của bạn sẽ bằng y 1 cộng y 2 trừ đi A. Y 1 là 45, y 2 là 45 cộng cho 45 trừ cho 30, 90 trừ A mà trừ 60, vậy các bạn 30 độ. Các bạn hãy nhận xét xem là nó sẽ rơi vào trường hợp gì đây. Các bạn nhìn nè, R1 phải bằng R2 chưa? Đúng chưa? Y1 là 45 độ, Y2 bằng 45 độ. Như vậy cái góc lệch D này người ta gọi đó là góc lệch cực tiểu. Vậy ta kết luận vì Y1 bằng Y2, R1 bằng R2, và chúng ta sẽ thấy góc lệch của chúng ta bây giờ nó sẽ là góc lệch cực tiểu và nó chính là bằng 30 độ. Các bạn nếu mà không hiểu chỗ nào, chúng ta sẽ comment phía dưới để chúng ta cùng cô giải đáp. Và các bạn chưa đăng ký kênh của cô thì các bạn hãy gì? Hãy đăng ký. Được chưa nào? Đăng ký để tiện theo dõi các bài học của chúng ta. Ví dụ số 2 của bạn là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục qua ví dụ số 2. Ví dụ 2 của bạn sẽ một cái lăng kính có góc chiếc qua A là 4 độ, chiếc suốt N bằng 1,5 và góc tới của chúng ta cũng là một góc nhỏ. Chúng ta hãy đi tìm góc lệch D. Như vậy trong trường hợp này các bạn sẽ thấy là A nhỏ hơn 10 độ và Y này cũng là góc nhỏ, nên các bạn sẽ áp dụng công thức là N trừ 1 nhân với lại gì? 4 độ nhân với là gì? 1,5 trừ 1 và nó bằng 2 độ. Đây chính là góc lệch D. Và các bạn phải hiểu rằng là góc lệch cực tiểu là khác, mà góc lệch nhỏ là khác. Được chưa? Cực tiểu với nhỏ cũng rất là khó chịu. Cô biết là hôm nay cô giải cái bài tập này thì các bạn sẽ thấy ngồi ở nhà các bạn thấy là rất nhiều cái vấn đề mà các bạn sẽ cần phải suy nghĩ là góc nhỏ là sao và góc lệch cực tiểu là sao. Không phải nhỏ mà là tiểu, mà không phải tiểu mà là nhỏ. Ok, chúng ta sẽ đi qua tiếp tục cái ví dụ số 3. Ví dụ của số 3 của các em như sau. Chúng ta có một cái lăng kính có góc chiếc quang A là bằng 5 độ, được coi là một góc nhỏ, chiếc suất đối với ánh sáng màu đỏ là bằng 1,643 và ánh sáng màu tím là bằng 1,685. Một chùm sáng trắng, các bạn phải hiểu đó là một chùm ánh sáng trắng rọi vào mặt bên của lăng kính dưới góc tới y nhỏ, y rất nhỏ, tính góc giữa tia màu tím và tia màu đỏ sau khi ló ra khỏi lăng kính, tính cái góc giữa tia màu tím và màu đỏ ló ra khỏi lăng kính. Này. Bây giờ chúng ta sẽ hiểu cái hiện tượng này là gì. Đầu tiên mà chúng ta có một cái lăng kính, chúng ta cái lăng kính này góc rất là nhỏ các bạn, 5 độ thôi. Như vậy cô vẽ như vậy là như đúng mà. Đây nè, nó rất là nhỏ, vậy nó lớn quá là nó không đúng không? Chiếu một chùm ánh sáng vào nó cũng là một chùm sáng hẹp luôn, đi qua cái lăng kính luôn và nó sẽ bị lệch. Chiếu một chùm ánh sáng rất là hẹp đi vào đây, đi qua cái lăng kính nó sẽ phân tích thành bảy màu, biến thiên liên tục từ màu đỏ cho đến màu gì? Màu tím. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn tìm cái góc mà chúng ta cần tìm, chính là chúng ta đi tìm cái góc nhỏ này, hợp giữa màu đỏ và màu gì? Màu tím. Như vậy cái góc D này nè, thì kéo từ đây đến tia màu tím thì người ta gọi đó là D màu tím. Kéo từ đây đến đây người ta gọi đó là D màu gì? Màu đỏ. Như vậy thì bây giờ chúng ta muốn tìm cái góc nhỏ nhỏ này nè, thì chúng ta sẽ có được là gì? Góc hợp ở gì? Tia màu màu đỏ và màu tím, và
màu đỏ trừ 1 nhân với A. Tại sao không thể dùng được? Bởi vì góc của cô chỉ là gì? 5 độ, nhỏ hơn 10 độ. Và góc tới y này cũng là một góc gì? Nhỏ. Nên cô hoàn toàn áp dụng được công thức D. Được chưa? Như vậy thì nó sẽ bằng, và D màu tím sẽ bằng là N màu tím trừ 1 nhân với A. Các bạn cùng cô bấm máy tính thử xem. N màu đỏ của bạn là bằng 1, trừ đi 1 là còn lại 0, gì các bạn? 0,643 nhân với lại 4, kết quả là bằng 5 chứ, nhân 5 chứ hả? Trừ đi 1 đi còn 0,643 nhân cho 5, kết quả là bằng màu đỏ là 3,215. Tương tự vậy màu tím thì bằng gì? 0,685 nhân với lại 5 và kết quả là bằng 3,425. Chúng ta lấy cái góc này chúng ta trừ cho cái này được xem, trừ cho 3,215 kết quả là bằng 0,21. Như vậy góc lệch delta D sẽ bằng D màu tím trừ D màu đỏ và nó chính là bằng 0,21 độ. Đó. Như vậy thì qua ba cái ví dụ cô muốn nhắc lại với các em là gì? Góc lệch cực tiểu khi mà y1 bằng y2 và r1 bằng r2, và cái góc nhỏ d thì bằng n trừ 1 nhân a, với điều kiện là nó góc y của mình nhỏ hơn 10 độ và cái góc chiếc quang a cũng nhỏ hơn 10 độ. Và ứng dụng một cái hiện tượng của Isaac Newton của chúng ta, một cái công trình rất là vĩ đại trong cái thời gian mà miễn dịch cúm của ông, chính là dịch hạch của ông, chính là cái hiện tượng tán sắc ánh sáng. Từ một chùm ánh sáng mà có thể tán sắc thành các cái màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím. Và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được là góc màu đỏ và góc màu gì? Tím. Ở đây chúng ta thấy toàn bộ cái chương sóng ánh sáng của các bạn, nó liên quan tới các tia như là tia hồng ngoại, tia tử ngoại, rồi tia X, tia Röntgen, rồi các bạn sẽ thấy là sóng ánh sáng, rồi sóng điện từ, ánh sáng nhìn thấy. Như vậy thì cái thang sóng điện từ, bản chất của thang sóng điện từ của các bạn rất quan trọng. Nó có một cái đặc điểm là gì? Nếu như mà bước sóng càng ngắn thì năng lượng sẽ càng lớn chẳng hạn. Như vậy thì bây giờ cô và các bạn chúng ta cùng nhận xét và tìm hiểu và đánh giá xem cái thang sóng điện từ nó như thế nào. Và chắc chắn rằng khi các bạn nắm được cái thang sóng điện từ của cô thì tất cả các bài tập về tia các bạn sẽ thấy lý thuyết nó rất dễ dàng. Như vậy cô thấy rằng một cái bản lĩnh của các em là có dám ngồi và dám học với cô không? Các bạn xem là bắt đầu là chúng ta sẽ có vùng ánh sáng nhìn thấy, đó là ánh sáng từ 0,3
được chưa nào? Và ngoài ra chúng ta còn thấy một điều nữa là gì? Là ví dụ như là phẫu thuật tế bào mắt của các bạn, mắt của chúng ta này, các cái dây, cái sợi dây thần kinh rất là nhỏ, mạch máu rất là nhỏ, chúng ta không thể nào mà đụng dao kéo vào thì chúng ta sử dụng cái gì đây? Gì là mà người ta chiếu gì là mà vô để người ta gì phẫu thuật, tức là người ta sẽ chữa ung thư được các bạn ha. Và cái anh chàng tiếp này nè, thì bướu sóng anh này cũng nhỏ, như vậy bướu sóng anh nhỏ là cũng có khả năng gì đâm xuyên. Như vậy bữa trước cô nói là tia tử ngoại của bạn ở đây, tia này là ngoài cái vùng đây này, người ta sẽ có một cái tia đó là tia tử ngoại. Tia tử ngoại là bạn đã làm một việc đó là gì rồi, chữa được các cái bệnh là ung thư nông rồi, bạn đã bị làm da của bạn bị rám nắng rồi. Còn anh này đã nhìn thấy là bàn tay ma quay ác đúng không, bàn tay ma vùng quay ma quái đúng không, bàn tay ma quái đã thấy được xương rồi, các bạn thấy không đó. Và cái này còn bạn, các bạn vào bên trong nữa, như vậy các bạn sẽ thấy khả năng đâm xuyên nó thể hiện trên gì, bước sống nha. Và bước sống mà tăng, các bạn hãy lưu ý tần số sẽ gì giảm, và dẫn đến năng lượng sẽ giảm. Và cô kết luận được gì, năng lượng của anh gì, của gamma là lớn nhất, năng lượng lớn nhất, và dẫn đến là gì, khả năng đâm xuyên là lớn nhất. Tất cả cái video cô muốn cứ những cái kinh nghiệm của cô thôi, và cô bày cho các bạn cái phương pháp học được chưa. Còn cái phần củng cố trong video cô cũng có, nên các bạn nếu không ghi được bài, các bạn cứ đưa vào cái phần củng cố để các bạn xem lại nha. Ở đây chúng ta sẽ nói về khả năng đâm xuyên lớn, được chưa? Như vậy thì bước sống càng giảm dần thì khả năng đâm xuyên nó sẽ càng nhỏ. Nhưng mà các em sẽ thấy một tác dụng của nó là gì? Với ánh sáng nhìn thấy hồng ngoại và sóng vô tuyến, thì ở những cái chỗ này các bạn sẽ thấy là nó sẽ xuất hiện cái tính chất sóng nó mạnh hơn, và nó gây ra cái hiện tượng gì? Giao khoa hơn, mạnh rõ hơn, đó là giao khoa. Như vậy cái các anh này bước sóng lớn này nè thì khả năng giao khoa nó sẽ lớn. Còn cái anh mà bước sóng càng nhỏ thì thể hiện gì? Năng lượng và khả năng gì? Đâm gì? Đâm xuyên. Được chưa? Vậy một cái tính chất chung của cái thanh sóng điện từ này là tất cả các anh này các bạn học thuộc giùm cô, nó sẽ hỏi thì đều là có một tính chất chung, đó chính là sóng điện từ. Chỉ có một anh là nhìn thấy đây thôi, anh này là nhìn thấy thôi. Còn lại là không nhìn thấy. Như vậy các bạn sẽ thấy để ra một xuất hiện ra một cái câu hỏi các bạn sẽ đặt ra. Như vậy thì ngoài các cái vùng này, chúng ta sẽ thấy những cái tia này chúng ta đã phát hiện ra là chúng ta không nhìn thấy được rồi. Được chưa? Như vậy thì khả năng là còn nhiều tia nữa các bạn. Các bạn hãy suy nghĩ đi, đúng không? Và ông này đã tới ông này nè, ông đã nghiên cứu từ 100 mấy chục năm nay rồi. Như vậy thì các bạn đặt ra một câu hỏi đi, và người đi giải đáp câu hỏi này chính là các em nghĩ ra đi, trong cái tin này ngoài cái tin những cái này đi thì còn có khả năng là một cái tin nào nữa không các em? Hay cô nghĩ là có đó nhưng mà cô nghĩ thôi chứ cô chưa làm được cô muốn các em thử nghĩ xem thử coi. Bởi vì chúng ta có nhìn thấy được không? Không nhìn thấy được cho nên chúng ta không can thiệp được, và các em sẽ thấy là nó rất là kinh khủng. Nếu mà nó kinh khủng đối với chúng ta không biết sử dụng nó thôi, nhưng nếu mà chúng ta biết sử dụng nó, chúng ta sử dụng nó một cách hợp lý thì các bạn sẽ thấy nó ứng dụng trong y học không? Bạn bây giờ bạn gãy cái xương, không có liên quan sao bạn biết là nó gãy? Bạn sao bạn định vị được chỗ nào gãy để bạn có thể là gì? Bó bột hay là chữa nó? Hay là chúng ta sẽ bị viêm, bị phổi chẳng hạn, để chụp hình phổi là chụp cái gì? Liên quan, được chưa? Như vậy thì các em sẽ thấy rằng là gì? Phải hiểu được gì nó, và phải biết được là công nghệ là gì? Nó là vô hạn vô biên, và chúng ta không phải đi tìm hiểu nó nha. Như vậy thì sau khi chúng ta xem xong cái phần về ma sóng điện từ thì chúng ta sẽ cùng cô để giải cái bài đọc đề thi đại học nha. Dựa vào thang sóng điện từ, ta sẽ giải cái đề đại học 2009 các bạn. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần là A. Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia ánh sáng tím, tia tử ngoại và tia rentgen. B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia rentgen và tia tử ngoại. C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia rentgen. D. Tia rentgen, tia tử ngoại, ánh sáng tím và tia hồng ngoại. Như vậy các em sẽ thấy là
Có một cái đó là đầu tiên là các bạn sẽ thấy bước sóng mà lớn đó là hồng ngoại là đúng. Nhưng mà bước sóng của mình trong tất cả các tia này nè, ở đây cũng là vùng ánh sáng nhìn thấy rồi nên bước sóng cũng lớn. Nhưng mà tia tử ngoại, tia rentgen là nhỏ, xong rồi gamma là nhỏ nhất, mà rentgen nữa thì phải để cái rentgen cuối cùng. Như vậy các em xem câu A và câu C. Như vậy ở đây ánh sáng màu tím với ánh sáng hồng ngoại, hồng ngoại là ngoài vùng màu hồng nữa, mà màu tím có 0,38 thôi, nên là chúng ta sẽ thấy là hồng nó sẽ lớn hơn màu tím. Như vậy các em sẽ chọn phương án cho cô, đó là phương án A. Câu tiếp theo của chúng ta, đó là câu số 2. Đại học Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 cho các tia sau: tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X, tia rentgen và tia gamma. Hãy sắp xếp các tia này theo thứ tự có năng lượng giảm dần. A. Tia tử ngoại, tia X, tia gamma, tia X, tia hồng ngoại. B. Tia gamma, tia X, tia tử ngoại và tia hồng ngoại. C. Tia X, tia gamma, tia hồng ngoại và tia tử ngoại và tia hồng ngoại. D. Tia X, tia tử ngoại, tia gamma, tia tử ngoại, tia X và tia hồng ngoại. Như vậy chúng ta sẽ thấy là năng lượng mà giảm dần. Năng lượng giảm có nghĩa là bước sóng phải tăng. Như vậy thì thực chất chúng ta hiểu rằng là gì? Năng lượng mà càng nhỏ, bước sóng càng lớn thì năng lượng sẽ càng nhỏ. Như vậy bước sóng càng nhỏ thì năng lượng sẽ càng lớn. Như vậy ở đây chúng ta sẽ nói là từ lớn đến nhỏ. Năng lượng từ lớn đến nhỏ, như vậy ta sẽ sắp xếp là bước sóng của ta là từ nhỏ đến lớn. Như vậy tia nhỏ nhất là gamma nè, rồi tới tia X nè, rồi tia tử ngoại, rồi tia hồng ngoại. Vậy đáp án của mình đó là câu B. Chúng ta dựa vào thang sóng điện từ để chúng ta giải các bài tập mà chúng ta trong đề thi đại học các năm. Chúng ta cùng cô giải trí một xíu các bạn. Các bạn xem từ các nhà bác học đã để lại cho chúng ta những gì. Ví dụ như những câu nói của Albert Einstein đúc kết ra từ bản thân và kinh nghiệm của ông. Ông nói như sau: học từ ngày hôm qua, sống ngày hôm nay, hy vọng cho ngày mai. Điều quan trọng nhất là không ngừng đặt câu hỏi. Và cô mời tất cả các bạn hãy đến với cái bộ câu hỏi trắc nghiệm của cô để chúng ta sẽ bắt đầu qua một cái phần là giải cái đề trắc nghiệm thử các bạn nha. Và đây chính là đề thi đại học các năm của các bạn về cái chương sóng ánh sáng. Thì cô nghĩ rằng là trong cái giai đoạn này lớp 12 rất là quan trọng, các bạn phải lấy điểm được những cái phần này. Chúng ta không bỏ qua một phần nào hết, bởi vì những cái phần này nó sẽ được 4 điểm, nhưng mà rơi vào những câu khó các bạn cũng có thể làm được. Chúng ta sẽ bắt đầu từ câu số 1. Các bạn nhớ là sau khi các bạn xem xong video, các bạn làm tất cả các câu trong video xong rồi các bạn để kiểm tra lại mình một lần nữa. Các bạn thử đem những cái đáp án này các bạn đánh lại thêm một lần nữa xem nào. Và chắc chắn rằng là ai cũng nói là lý thuyết là rất là khó nuốt. Như vậy bây giờ cô sẽ cùng các bạn, cô sẽ khắc phục cái điểm khó khăn đó của các bạn, thử xem coi. Và cô thấy là rất là nhiều kinh nghiệm, là nhiều năm là các bạn học sinh đã từng chinh phục nó một cách rất dễ dàng và không có sợ một tí nào lý thuyết cả. Các em cứ hãy tin cô. Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng vào đất lên. Nếu các bạn không có niềm tin thì các bạn sẽ không làm được đâu. Ok, như vậy câu số 1 của mình là quang phổ liên tục của một nguồn sáng G. A. Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nhiệt độ nguồn sáng G. B. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo và nhiệt độ của nguồn sáng G. C. Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng G mà chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng đó. D. Không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng G mà chỉ phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng đó. Câu số 2. Tia hồng ngoại, tia rentgen đều có bản chất là sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nhau nên A. Chúng bị lệch khác nhau trong điện trường, trong từ trường đều. B. Có khả năng đâm xuyên khác nhau. C. Chúng bị lệch khác nhau trong điện trường và từ trường. D. Chúng đều sử dụng trong y tế để chụp điện, để chụp X quang hay người ta gọi là chiếu điện.
Và cô nhắc lại tất cả các tia nằm trên thang sóng điện từ đều không bị lệch trong điện trường và từ trường, bởi vì nó là bản chất là sóng điện từ rồi. Ta bước vào câu số 3. Từ không khí người ta chiếu xuyên tới mặt nước nằm ngang một chùm tia sáng hẹp song song gồm hai ánh sáng đơn sắc màu vàng, màu chàm. Khi đó chùm tia sáng thì chùm tia khúc xạ A gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm. Trong đó khúc xạ của chùm màu vàng nhỏ hơn khúc xạ của chùm màu chàm. B vẫn chỉ là một chùm sáng hẹp song song. C gồm hai chùm tia sáng hẹp là chùm màu vàng và chùm màu chàm. Trong đó góc khúc xạ của chùm màu vàng lớn hơn góc khúc xạ của chùm màu chàm. Câu D chỉ là chùm tia màu vàng, còn chùm tia màu chàm bị phản xạ toàn phần. Câu số 4. Tia hồng ngoại là những bức xạ có A. Bản chất là sóng điện từ. B. Khả năng ion hóa không khí mạnh. C. Khả năng đâm xuyên, có thể xuyên qua chì dày cỡ cm. D. Bước sóng nhỏ hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Câu số 5. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào dưới đây là sai? A. Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh. B. Tia tử ngoại có bản chất là sóng điện từ. C. Tia tử ngoại có bản chất lớn hơn bước sóng của ánh sáng tím. D. Tia tử ngoại bị thủy tinh hấp thụ mạnh và làm ion hóa không khí. Câu số 6. Tia Röntgen có A. Cùng bản chất với sóng âm. B. Có bước sóng lớn hơn bước sóng của hồng ngoại. C. Có bản chất là sóng vô tuyến. Và D. Là điện tích âm. Câu số 7. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về ánh sáng đơn sắc? A. Chiết xuất của một môi trường đối với ánh sáng đỏ lớn hơn chiết xuất của một môi trường đối với ánh sáng tím. B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tán sắc khi qua lăng kính. C. Trong cùng một môi trường truyền, vận tốc ánh sáng màu tím nhỏ hơn vận tốc của ánh sáng màu đỏ. D. Trong chân không, các ánh sáng đơn sắc khác nhau truyền đi với cùng một vận tốc. Câu số 8. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ? A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng ấy. B. Mỗi nguyên tố hóa học ở trạng thái khí hay hơi nóng sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng đặc trưng cho nguyên tố đó. Để thu được quang phổ hấp thụ thì nhiệt độ của đám khí hay hơi
hấp thụ phải cao hơn nhiệt độ của nguồn sáng phát ra từ quang phổ liên tục. D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của ánh sáng do một vật sáng, khi đó vật có được do nung nóng. Câu số 9. Khi nói về quang phổ, phát biểu nào sau đây là đúng? A. Các chất rắn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. B. Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố ấy. C. Các chất khí ở áp suất lớn bị nung nóng thì phát ra quang phổ vạch. D. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào thì đặc trưng cho nguyên tố đó. Câu 10. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi qua lăng kính. B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp vô số ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím. C. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. D. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Chất khí hay hơi áp suất thấp được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện cho quang phổ liên tục. B. Chất khí hay hơi được kích thích bằng nhiệt hay bằng điện luôn cho quang phổ vạch. C. Quang phổ liên tục của nguyên tố nào đó thì đặc trưng cho nguyên tố ấy. D. Quang phổ vạch của nguyên tố thì đặc trưng cho nguyên tố đó. Câu 12. Chiếu xuyên một chùm ánh sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc, đó là màu vàng và màu lam, từ không khí tới mặt nước. A. Chùm sáng bị phản xạ toàn phần. B. So với chùm tia tới, tia khúc xạ vàng bị lệch ít hơn là tia khúc xạ màu lam. C. Tia khúc xạ chỉ là tia sáng màu vàng, còn tia màu lam bị phản xạ toàn phần. D. So với phương tới, tia khúc xạ lam bị lệch ít hơn tia khúc xạ màu vàng. Câu số 13. Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự giảm dần. A. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia rentgen. B. Tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia rentgen, tia tử ngoại. C. Ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại và tia rentgen. D. Tia rentgen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại. Câu 14. Quang phổ liên tục. A. Phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn sáng mà không phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát. B. Phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn sáng. C. Không phụ thuộc vào bản chất và nhiệt độ nguồn sáng. D. Phụ thuộc vào bản chất của nguồn phát mà không phụ thuộc vào nhiệt độ của nguồn phát. Câu 15. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ. B. Các vật ở nhiệt độ trên 2000 độ C chỉ phát ra tia hồng ngoại. C. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím. D. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.
Câu 16. Tia tử ngoại được dùng: A. Tìm các vết nứt trên bề mặt sản phẩm kim loại. B. Trong y tế để chụp điện chiếu điện. C. Để chụp ảnh bề mặt trái đất từ vệ tinh. D. Để tìm khuyết tật bên trong sản phẩm bằng kim loại. Câu 17. Quang phổ vạch phát xạ: A. Các nguyên tố khác nhau ở cùng một nhiệt độ thì như nhau về độ sáng tỷ đối của các vạch. B. Các hệ thống những vạch sáng riêng rẽ nằm ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. C. Cho các chất rắn, chất lỏng hoặc chất khí ở áp suất lớn phát ra khi bị nung nóng. Và D. Là một dải màu từ màu đỏ đến màu tím nối liền nhau một cách liên tục. Câu 18. Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu dưới nào đây là sai? A. Tia hồng ngoại cũng có thể biến điệu được như sóng điện từ cao tần. B. Tia hồng ngoại có khả năng gây ra một số phản ứng hóa học. C. Tia hồng ngoại có tần số lớn hơn tần số ánh sáng màu đỏ. D. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại đó là tác dụng nhiệt. Câu 19. Trong các loại tia Röntgen hồng ngoại, tử ngoại đơn sắc màu lục, tia có tần số nhỏ nhất là: A. Tia tử ngoại. B. Tia hồng ngoại. C. Tia đơn sắc màu lục. Và D. Là tia Röntgen. Câu 20. Khi nói về tia gamma, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia gamma không phải là sóng điện từ. B. Tia gamma có khả năng đâm xuyên mạnh hơn tia X. C. Tia gamma không mang điện. Và D. Tia gamma có tần số lớn hơn tần số của tia X. Câu 21. Chiếu từ nước ra không khí một chùm sáng song song rất hẹp, gồm 5 tia đơn sắc màu tím, màu lam, màu đỏ, màu lục, màu vàng. Tia ló đơn sắc màu lục đi là trên mặt nước, sát với mặt phân cách giữa hai môi trường. Không có tia đơn sắc màu lục, các tia ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu: A. Tím, lam, đỏ. B. Đỏ, vàng, lam. C. Đỏ, vàng. Và D. Lam và tím. Câu số 22, đề đại học 2011. Tia Röntgen hay là tia X có A. Cùng bản chất với tia tử ngoại. B. Tần số nhỏ hơn tần số của hồng ngoại. C. Điện tích âm nên nó bị lệch trong điện trường và từ trường. D. Cùng bản chất với lại sóng âm. Câu số 23. Khi nói về bản chất của tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí. B. Tia tử ngoại kích thích sự phát quang của nhiều chất. C. Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh. Và D. Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ. Câu 24. Khi nói về tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia tử ngoại có tác dụng lên phim ảnh. B. Tia tử ngoại dễ dàng đi xuyên qua tấm chì dày vài centimet. C. Tia tử ngoại làm ion hóa không khí. D. Tia tử ngoại có tác dụng sinh học, diệt vi khuẩn, diệt tế bào da. Câu 25. Bức xạ có tần số nhỏ nhất trong số các bức xạ hồng ngoại, tử ngoại, Röntgen và gamma: A. Gamma. B. Hồng ngoại. C. Röntgen. Và D. Là tia tử ngoại.
Câu 26, khi nói về tia Röntgen và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai? A. Tia Röntgen và tia tử ngoại đều cùng bản chất là sóng điện từ. B. Tần số của tia Röntgen nhỏ hơn tần số của tia tử ngoại. C. Tần số của tia Röntgen lớn hơn tần số của tia tử ngoại. Và D. Tia Röntgen và tia tử ngoại đều có khả năng gây ra phát quang một số chất. Câu 27. Trong chân không, ánh sáng có bước sóng lớn nhất trong số các ánh sáng đơn sắc, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím là A. Ánh sáng tím, B. Ánh sáng đỏ, C. Ánh sáng vàng và D. Là ánh sáng màu lam. Câu 28. Tia Röntgen mở ngoặc là tia X có tần số A. Lớn hơn tần số của tia màu đỏ, B. Lớn hơn tần số của tia gamma, C. Nhỏ hơn tần số của tia hồng ngoại và D. Lớn hơn tần số của tia màu tím. Câu 29. Phát biểu nào sau đây là đúng? A. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng bị tán sắc khi truyền qua lăng kính. B. Ánh sáng trắng là hỗn hợp của nhiều ánh sáng đơn sắc có màu biến thiên liên tục từ màu đỏ đến màu tím. C. Tổng hợp các ánh sáng đơn sắc sẽ luôn được ánh sáng trắng. Và D. Chỉ có ánh sáng trắng mới bị tán sắc khi qua lăng kính. Câu số 30. Gọi N màu đỏ, màu tím, màu vàng lần lượt là chiết xuất của một môi trường trong suốt đối với ánh sáng đơn sắc màu đỏ, tím, vàng. Hãy sắp xếp nào sau đây là đúng? Chúng ta đừng có ngần ngại lý thuyết các bạn. Chúng ta phải học tất cả mọi thứ. Và cái gì mà chúng ta thấy dễ mà có thể là chinh phục được, có thể làm được thì các bạn nên làm. Có những điều nó rất là khó luôn á, không thể nào làm tới được. Vậy thì chúng ta cố gắng để làm được bao nhiêu thì làm. Nhưng những gì mà nó dễ thì các bạn nhất quyết là phải làm cho nó đúng, là cho nó phải chinh phục hoàn toàn nó. Và những cái phần lý thuyết như vậy nó cũng rất dễ nếu các em học thuộc được các cái lưu ý của cô, nhấn mạnh như là thang sóng điện từ rồi chẳng hạn, rồi tính chất của các tia chẳng hạn. Các bạn nhớ là chúng ta phải chinh phục nó bởi vì nó rất là dễ. Ok, và hẹn gặp lại các bạn trong một cái đề, và cô sẽ cùng các bạn giải cái đề thi đại học các năm của cái chương sóng ánh sáng.